Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ giới thiệu đến quý vị Đôn Loa Paradigm hàng Canada quý vị nhé. Đây là Đôn Loa Paradigm hàng Canada, màng bên trong là màng carbon màu trắng quý vị nhé. Thiết kế với lại một tép và một bát. Bát của em nó 20 cả viền. Đây là hậu của nó sâu 30 quý vị nhé. Hậu sâu 30, cao 45, 45 đến 48. Những dòng loa của Đan Mạch này, quý vị nhìn này, cái thùng của nó thiết kế vừa phải thôi, nhưng mà tại sao loa nào cũng có lỗ thông hơi? Bởi vì dòng loa Đan Mạch này, tiếng bát và tiếng trầm nó cho rất là sâu, uy lực, nghe nó khá là nổi tiếng rồi. Đối với dòng loa Đan Mạch, đây là đôi loa Paradigm. Do tại sao? Do nó bị tem đằng sau này bị rơi mất quý vị ạ. Còn là quý vị tháo trong lõi thoải mái, cho quý vị kiểm tra thoải mái nhé. Nên giá của nó em mới để cho quý vị là giá 3,9 triệu. Còn nếu mà nó có tem thì chắc chắn rằng giá nó sẽ lên cao nhiều, bởi vì là dòng loa này quý vị đã từng nghe, quý vị bây giờ cứ search lên Google để biết luôn. Đây là đôi Paradigm phía trước, chỉ còn logo phía trước thôi. Dòng loa của Đan Mạch đánh rất là uy lực, bát rất là sâu chắc. Và em thông báo luôn là giá của em nó là 3,9 triệu quý vị nhé. Quý vị nào nhanh tay thì đặt cọc ngay. Em nó rất là nặng. Sau đây em test cho quý vị nghe chất âm của em nó. Đề nghị quý vị nào muốn thưởng thức cái chất bát sâu chắc của em nó thì quý vị đeo tai phone giúp em. Bởi vì em quay clip này gửi đến quý vị là em quay qua điện thoại, nên là chắc chắn là tiếng bát nó không lên được sâu. Quý vị đeo tai phone vào, nó tiếng tép nó sẽ trội hơn nhiều. Và cái nữa là em muốn nói với quý vị là em bán hàng online. Tất cả các mặt hàng em ship hàng đến quý vị là ship hàng toàn quốc quý vị nhé. Cho quý vị mở hàng kiểm tra xong đó là giao nốt tiền, nên là quý vị yên tâm. Đôi Paradigm này còn rất là đẹp. Cảm giác là đẹp nó phải tầm trên 85% luôn. Còn chất thì quý vị yên tâm. Sau đây em xin test cho quý vị nghe. Em mở từ TV net luôn. Quý vị đeo tai phone và chất thật em nhé. Cho quý vị nghe đôi loa Paradigm hàng của Đan Mạch quý vị nhé. Giá của em nó là 3,9 triệu, mức giá thấp nhất có thể quý vị nhé. Với tầm tiền 3,9 triệu thì quý vị không thể mua đâu được những đôi loa với tầm tiền như này mà chất lượng nó quá tốt như này đâu. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em. Em trân trọng cảm ơn.